Bây giờ thưa các anh chị và các bạn thân mến, dạ, chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là sự thay đổi về ngoại hình. Dạ. Vậy thì thành công. Vậy thì thành công, đúng vậy. Để xem ai thành công nhất ở đây nha. Dạ. Chắc Vân thành công nhất rồi Vân. Không, dạ nha. Dạ là tiến bộ khủng khiếp ạ. Ai vậy? Quá đủ hả? Ai vậy? Khánh Vân không? Vân phải không? Ai vậy? Đem. Còn nhỏ là dễ thương. Ai vậy? Khánh Vân đó. Đúng hả? À, đang là một từng... loạt. Wow, loạt. Cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Cái kia đóng phim đúng không? Dạ đúng rồi. Này hồi học phổ thông đúng không? Dạ đúng rồi, năm em lớp 11. Lúc này chưa biết chăm chút trang sắc đúng không? Dạ không. Có ai theo đuổi lúc này không? Dạ cũng có. Chắc mình cao nhất lớp hả? Dạ cao nhất trường. Cao nhất trường luôn. Đúng rồi. Trời ơi, cao nhất trường nha mọi người. Ba của em. À. Hồi nhỏ là bên nội nói em giống bên ngoại, bên ngoại nói em giống bên nội. Cuối cùng ba mẹ em nói em giống hàng xóm. Vậy là nội ngoại không ai thừa nhận em hết à? Dạ, nhưng mà chắc vậy. Nhưng mà thiệt ra thì em giống ba em. Mẹ nè. Wow. Mẹ mà. Mẹ hồi trước đó. Lúc mà em thi Hoa hậu Hoàng Vũ ở Việt Nam á, lúc mà top 15 thì em có nói là em giống sự nhẹ nhàng tình cảm của ba và sự cá tính mạnh mẽ và đàn ông của mẹ. Mọi người nghĩ là em run quá nên em nói lộn, nhưng mà thật chất là như vậy thiệt. Mẹ em thì rất là cá tính, mẹ dạ. Ba em thì rất là tình cảm, dạ, nhẹ nhàng dạ. Để coi nhân vật tiếp theo sẽ là ai đây. Ê, cho miếng lẩu đi. À, đây. Dạ, dạ. Dạ nghe cho ơi, bà dạ. Dạ ơi, sao hồi nhỏ sao nhìn mặt cưng vậy? Dễ thương. Không, mà dễ thương mà. Em bên đây nè. Bên trái cùng á. Nhỏ vậy là nhan sắc lắm á nha. Hồi nhỏ em chụp hình em lấu cá. Trời ơi, nụ cười thích. Trời ơi, thân thiện quá. Mình trắng quá hả? Lúc này em 17. Dạ, lúc này em học sinh xấu à. Lúc này là đã dạ, có biết anh Đức lúc chưa? Lúc này là em đang biết anh Đức à. Lúc này đang yêu anh Đức nè. Em cắt mái tóc đó là anh Đức giận à. À, lúc này em biết anh Đạt à. Mới hai hình, hai số phận liền. Dạ, khi mà anh Đạt rồi. Em đẹp hơn nhiều. Ôi. Dạ, lúc này quen anh Đạt, quen anh Đạt. Lúc này tôi 19 quá nè. À. Lúc này em 19 tuổi à. Đẹp quá. Thật tuyệt vời à. Rồi. Em là em ít up hình hồi nhỏ lên mạng nhiều không luôn á. Đây là bốn người trong nhóm 365 hồi nhỏ à. Không, à, không hình này, ơi hình chỉ này. Một người à. Tấm hình này là chỉ có ở nhà em treo thôi, chứ hồi xưa nha, tại vì nhà rất là nghèo, không có máy hình chụp hình luôn, không có hình kỷ niệm gì hết. Tấm này là tấm hình duy nhất là in ra để treo trong nhà thôi, là kiếm cái file cũng không có nữa. Vậy sao giờ có trên đây? Thì chắc là gọi điện ba má xin. Đây là Will á hả? Em á. Ủa. À trời gì vậy? Ủa em đó hả? Ủa sao nhìn khác dữ vậy ta? Đây em kể cho mọi người nghe. Mập nha. Em kể cho mọi người nghe, Will là đúng là cái hình dạng này. Và đi casting vô trong công ty BAA. Đeo một cái mắt kiến tròn do gì nè. Xong mà thân hình mũm mĩm nhưng mà rất là thích mặc đồ hip hop. Xong mang cái đôi giày mà kiểu cao lên nha. Đúng rồi. Bự con. Xong cái tụi em gọi là thỏ tinh á anh. Thỏ tinh hả? Thỏ tinh nó nhìn như con thỏ mà. Không, hồi thỏ tinh nó mập lắm. Gần 80kg là mập lắm. Vậy tính ra là dày thì quá thật. Nếu mà 80kg mà nếu mà so với những người cao người mẫu thì không sao. Nhưng mà tại vì em có 1m7, 1m71 thôi. Nên là không nhìn nó mập ú lù à. ST kìa. Ủa? Hả? Đâu? Có. ST đó, cái bên. ST á hả? Ê, hai người này biết không phân biệt luôn á nha. Biết không phân biệt được ST là áo đen hay là Will luôn á. Chương trình bớt Google lại nè mọi người ơi. Thôi. Như vậy em đen anh. Giờ đẹp rồi, đẹp trai. Sinh viên đi học chạy ngoài nắng cả ngày. Ủa. Mà ngày xưa model là vậy. Phải trợn mắt lên chua. Hồi xưa model là không được cười nha. Dạ, phải bụng mơ. Môi chúc chíp. Ê mà Will hồi nhỏ vẫn đẹp nha. Đẹp thì có ai đẹp đây? Đó dễ thương. Tường Bi. Em á. Mù. Không nhìn ra luôn phố. Cái hình này em cũng thấy em rất lạ. Mắt mà kiểu một mí luôn á. Mình giờ lòi ra em từ cái từ miệng rồi nha. Cái miệng thì giống rồi đó. Ê nhìn coi á. Trời ơi kia kìa. Trời ơi kìa là đúng nghĩa là nguyên một album hình trên Facebook của em luôn rồi đó. Ôi ghét quá. Mọi người, đây là hình tóc ngắn của em. Và kể từ sau tấm hình này, đó là mẹ em không bao giờ cắt tóc ngắn với em nữa nha. Này cho mình ở đâu hả? Cái này là ở Thảo Cầm Viên. Càng lớn càng xinh á. Ui, Thảo Cầm Viên. Thiệt đẹp quá. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy? Cái này bắt đầu giống tuổi. Giống người lớn rồi. Đẹp lắm luôn á, nhỏ mà đẹp quá. Mà hồi nhỏ chụp hình là không cười nha. Bi là tạo dáng, ta là sẽ like đâu nha. Thư giãn. Mời gọi. Thoải mái. ST hả? Kệ ST kìa, phải không? Kệ ST kìa. Cái này thì giống ST nè. Này là chụp chung với cô Hồng Vân hồi xưa em đi diễn. Wow, là từ nhỏ là đã tham gia trong cái nghề rồi đó. Anh lập trường kìa, anh hai này á, anh Bo trời kìa. Ơi, ba...
Trời ơi, Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Trời ơi, chị biết ngôi sao không nha, đừng có giỡn nha. Giỡn hoài. Hồi xưa là em được may mắn là được đi diễn chung với mấy anh chị. Trời ơi. Trời chị Harry. Ô. Harry bên trái đó. Dạ đúng rồi, bên trái. Ô. Trời ơi. Ủa, lâu có được mấy hình này của bà Harry vậy? Thiệt á. Cái này là nhóm nhạc bên Hàn Quốc đúng không? Em bên trái cùng đúng không? Trời ơi, đẹp quá. Không, nhạc thấy đẹp. Quay phim. Quay phim chung cỏ. À là em bé đang ngủ là chị. Đâu em đâu, em đâu? Đó, màu vàng á. Ủa cái mặt kỳ vậy? Mặt nó tròn tròn, buồn ngủ quá, em bơi xong buồn ngủ quá. À, kìa, trời ơi. Lúc này em mặc áo dài nè. Lại đây là trường mầm non Hàn Quốc, nhưng mà lúc đó không biết sao tự nhiên có áo dài từ đâu ra em mặc được luôn. À. Kìa, bà còn phía sau kìa phải không? Chị em. À. Dạ. Ủa sao nhỏ chị khác quá vậy? Nè, hồi xưa nè. Phải chụp hình với mẹ em là lúc mà được một tuổi tròn. Kệ, anh Giang đâu? Anh Giang bên tay trái đúng không anh? Đúng rồi, bên trái cùng. Cái chỗ này là bữa anh quay cái chương trình Muốn ăn phải làm một bếp với lại Lê Dũng Lâm đi tìm lại cây mà tìm không ra. Ôi mồ. Thì có cái khu thờ phượng cây này giống như là giờ nó phát triển sao đó không biết. Trời ơi, nhìn mặt anh thấy ghét thiệt luôn. Nhỏ dễ thương á. Ghét chứ. Đẹp trai với bộ. Con ai đẹp trai quá trời. Rồi, ngày hôm nay rất là vui, cảm ơn tất cả mọi người. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Mê ốc cay. Thử ngay, tương ớt chín xu cây gấp đôi mới. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.